nhưng nó có vài điểm. Thứ nhất, đó chính là phần bàn đạp, các bạn sẽ không bị tình trạng bàn đạp nó bị trượt nữa. Thứ hai là các bạn có thể điều chỉnh được độ tương quan, nhất là chiều cao. Thứ hai đó là cái về phần vị trí của cái vô lăng với cả bàn đạp, các bạn để nó sẽ là vừa, như mình nó để mình kéo dài ra nó sẽ vừa hơn rất nhiều so với việc mà các bạn kẹp các bàn vô lăng vào bàn. Hello anh em, và nếu mà nói đến bộ môn đua xe thể lập thì anh em sẽ nghĩ đến việc khởi đầu với những chiếc vô lăng giá rẻ như của PXN hay là chiếc như là G29 đây chẳng hạn, hoặc là cao sang xịn mịn hơn nữa những chiếc của Thrustmaster. Và nếu anh em có mức giá khoảng tầm kinh phí hơn 100 triệu chẳng hạn thì những cái bộ rig như của bên LT9 là những cái mà anh em hướng tới. Nhưng mà không phải ai cũng thứ nhất là có tiền để làm những bộ rig gọi là buồng lái mô phỏng địch như vậy, và thứ hai không phải ai cũng có điều kiện đủ rộng ở nhà để có thể để những cái bộ rig to như vậy, mà nó rất là to. Bản thân mình cũng là một người rất đam mê cái vấn đề về rig đấy, nhưng mà mình cũng đã phải tùy biến cái bộ lại của mình làm sao cho nó nhỏ gọn, có thể là vì nhà mình không đủ rộng mà. Nên là vào ngày hôm nay mình lướt website của Hacom thì có hai cái mới. Thứ nhất đó chính là những sản phẩm VNM đã có mặt tại website của Hacom, và thứ hai đến nhưng mà VNM nó là một cái những sản phẩm thiết bị khá là cao cấp. Và thứ hai và liên quan đến việc vấn đề đó chính là giá rẻ hơn, đó chính là mình đã thấy chúng Hacom đã có hàng một cái bộ gọi là bộ khung đua xe giả lập nhỏ gọn có 1,5 triệu thôi, và mình thấy nó trên thị trường đã có bán khá nhiều những bộ khung này rồi, nhưng mà mình thực sự chưa bao giờ thử những bộ khung đấy cả, nên là hôm nay mình sẽ cùng thử xem cái bộ khung đấy, cái trải nghiệm đua xe nó được khoảng tầm bao nhiêu phần trăm và là hơn như thế nào so với việc các bạn kẹp vào bàn, và câu trả lời sẽ có trong video này. Và cái bộ khung giả lập dạng nhỏ hôm nay mình nhận được đó chính là của Accopit, là một thương hiệu của Trung Quốc, và mình google nó cũng hơi khó ra. Và chúng ta có một cái tiếng Việt đây nó rất rõ là hàng dễ vỡ siêu nhẹ tay, chứ là kho cho mình để đấy để có vận chuyển cho nó vấn đề gì. Kích cỡ hộp là 53x43x31cm và chúng ta cũng chả có thông tin gì đây. Giá đỡ vô lăng Accopit mỗi thế thôi, không có chi này cả. Sản xuất ở Trung Quốc cũng giống như là vô vàn những cái hùng khác ở trên thị trường mà thôi. Rồi bây giờ mở hộp ra mình thấy khá là nhiều những cái xốp ở trong này để khi vận chuyển. Đây là một cái hộp phụ kiện rất là to và nặng, có lẽ nặng hơn cả khi nặng gần bằng khung này. Chúng ta có một miếng xốp này cắt rất là vuông vắn nhá, hai miếng xốp, rất nhiều xốp ở đây. Rồi đây là một cái khung đầu tiên này, và cuối cùng là cái khung thứ hai đấy, chúng ta chỉ có thế thôi. Ở phần dưới phần đế thì có một cái, đó chính là phần đế cao su này đó, làm 4 miếng cao su mình cảm thấy khá dày và mình đã để thử rồi. Khó dịch phết đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có không có hướng dẫn à. Đây là lần đầu tiên mình dùng vào một cái bộ gọi là buồng lái giá rẻ. À đây hướng dẫn đây rồi. Các xin lỗi các anh Trung Quốc, và ở đây mình có một cái hướng dẫn từ bước 1 và các loại phụ kiện ở đây rất là nhiều. Chúng ta có cả hướng dẫn mặt sau luôn để thành cho các sản phẩm Logitech luôn, có như là còn tương thích hẳn với cả Logitech luôn. Các bạn nào dùng G29 là dùng bộ này nghĩ khá là ổn đấy. Và đây là cái phần khung gắn vô lăng này, các bạn có hai chiều, một chiều ngắn và một chiều dài. Thì các bạn muốn cao hơn thì các bạn để vào cái chiều dài như mình khá là cao nên là mình để cái chiều dài một chút. Và đây phụ kiện chúng ta có rất nhiều thứ, một đống ốc này, một đống sắt này và mấy thứ nữa mình chưa dùng đến. Đây thì chiều cao mà anh em sẽ để nó ở đâu tùy ý, là tầm này là vừa, cái này tùy thuộc chiều cao thôi. Cái hệ thống mà họ lắp cái ốc vít này vào trong cái khung mà không có lỗ ở trong khung ấy thì có điểm lợi và điểm hại như sau. Điểm lợi thứ nhất đó chính là các bạn có thể tùy chỉnh độ cao rất là thoải mái, các bạn chỉnh độ cao vào bất cứ lúc nào các bạn muốn mà các bạn không phụ thuộc vào cái ốc ở bên trong. Nhưng điểm hại đó chính là các bạn thứ nhất là nó sẽ không, bạn phải căn cho nó thẳng là một này. Thứ hai là dùng một thời gian dài lâu sau thì mình không biết là cái hệ thống này sau khi rung lắc quá nhiều ấy nó có bị sập xuống hay không. Tại mình thấy một vài cái giá khoảng tầm dưới 1 triệu thì dùng khoảng tầm một thời gian hơn 5 chẳng hạn nó bắt đầu nó bị rão cái phần này xuống ấy. Thì các bạn phải chỉnh lại độ cao để fit nó vào chỗ mới thì nó mới chắc được. Còn đây thì mới thì mình không biết, mới chắc là khá là chắc thôi. Đây là cái phần để các bạn gắn vô lăng, mình thấy là toàn bằng sắt thôi, nặng phết đấy. Và một cái điểm như này, tức là ở đây họ dùng hệ thống gắn vô lăng là bằng ốc, nên là các bạn lưu ý là với những chiếc vô lăng như kiểu Thrustmaster Logitech G29 là sẽ gắn khá là thoải mái. Nhưng mà nếu các bạn dùng những chiếc như là Thrustmaster T150 thì nó sẽ không hệ thống ốc ở dưới, nên là các bạn sẽ phải mua một cái là tấm để gắn gọi là hard mount ấy, nó không bán ở Việt Nam đâu, các bạn sẽ phải đi in 3D. Rồi đây đi vào đây, và tí nữa mình sẽ điều chỉnh lại các cái kích cỡ. Ở đây chúng ta sẽ kết nối hộp số bằng ba cái thanh này với nhau.
Và có một cái điểm rất là hay, bây giờ các bạn sẽ để ở đây, để tạm mình sẽ vặn ra đây trước đã nhá. Vì lắp thì khá là dễ, hoàn toàn làm bằng tay được, không chả vấn đề gì cả. Thì có một cái rất hay, tại vì những cái hệ thống khung khác mình thấy khung giá rẻ thì họ sẽ gắn cái cần số này vào cái phần khung này, nên là khi các bạn rung lắc cái phần vô lăng ở trên này thì toàn bộ phần số bên dưới nó cũng sẽ rung theo. Nhưng mà việc tách ra hoàn toàn hai khu vực là hộp số để hộp số riêng và chỗ để phần khung này riêng, thì toàn bộ phần rung lắc này sẽ hạn chế số phần hộp số này, em dùng nó sẽ đỡ bị rung lắc hơn. Và đây cũng gần như là xong hết rồi, chúng ta vẫn còn những cái phụ kiện để các bạn nối dài hơn nữa này, nối dài các khu vực các bạn để, ví dụ các bạn để cánh tay hay là cái gì đấy thì đây vẫn có một cái để nối dài thêm. Nhưng mà mình đây mình không dùng, mình dùng mỗi hộp số thôi. Cũng còn khá khá thêm những cái này để các bạn buộc đi dây này, đi dây này, đi dây rất cẩn thận. Cái thảm, cái đế cao su để các bạn có thể gọi là chống trơn trượt này, vài cái ốc thừa, vài cái bịt đầu này để tránh trẻ con nó đâm đầu vào chẳng hạn. Đây, tránh trẻ con đâm đầu vào. Rồi, bây giờ thì phần khung này thì trước tiên mình thấy là cái phần điều chỉnh độ cao khá là tiện, các bạn có thể chỉnh nhá. Đây là với cái chiều, đây các bạn có thể chỉnh một là thấp xuống hẳn như này cho trẻ con chơi được, một này thấp này chơi rất dễ, hai các bạn để cao lên hẳn. Nhưng người cao các bạn muốn gắn cao một chút thì như này, mình nghĩ thế này là mình nghĩ là tầm này là vừa thôi, dài ngắn gắn vô lăng là chỉnh được nhá. Nói chung vẫn điều chỉnh khá là nhiều thứ, và vị trí để cần số các bạn để đây, các bạn để ngược lại đằng sau cũng được, tùy các bạn thôi, tay nào vừa thì làm. Bây giờ mình thử luôn, đó chính là chiếc gắn chiếc G29 vào đây, xem là nó như thế nào. Đây, mình có một bộ là G29. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ không dùng phần kẹp ngàm này nữa, mình sẽ gắn trực tiếp nó vào luôn, sẽ mở ra một ít thôi. Và gắn trực tiếp con này vào đây, sao không được nhỉ? À, đây, chưa đủ size. Và hóa ra là họ cho chúng ta một đống ốc như này, không phải thừa đâu, để vặn với đúng G29 luôn, đâu vào đấy luôn các bạn ạ. Và đây là một điểm mạnh của chiếc G29 so với chiếc Thrustmaster T150. Chiếc G29 cho các bạn khả năng là hard mount, tức là gắn trực tiếp vào những cái bộ rig kiểu này, còn T150 thì không gắn được, gắn xong phải gọi là chắc chắn hết được chấm luôn. Mình thêm cái này vào nữa. Rồi, các bạn thấy không, sau khi mình lắp này thì toàn bộ là ngàm phía trước đã kẹp lại rồi, và phía sau chúng ta đã có hai con ốc ở sau, nên là các bạn đảm bảo là cái vô lăng này không thể rơi được xuống đất đâu. Rồi, tiếp theo là hộp số. À, hộp đây có vẻ hơi xa nhỉ, mình phải quay lại hộp số ở đây. Rồi, và cuối cùng là bàn đạp của chúng ta. Bàn đạp sẽ gắn ở phía dưới này. Đây, mình phải lật ra. Mình đã xong. Và sau khi lắp thì đây mình có mấy cái để chặn trẻ con. Đấy, cho đỡ nguy hiểm vì trẻ em khi các bạn lao đầu vào những chỗ này thì không bị xước chân. Rồi, bây giờ mình dựng lên thì bên cái này, họ cũng cho chúng ta có một cái đó chính là cái dây, cái tóm gọn dây ấy. Thì dây các bạn nhìn rất là lằng nhằng đúng không? Thì đây, nó hoàn toàn có thể để dây vào đây và dùng mấy cái sợi Velcro đi kèm này, các bạn hoàn toàn có thể để vào đây và các bạn thít nó lại. Đây là một cái rất là hay, đằng sau dây sẽ không còn phải cái gì vướng bận, dây dợ lòng ngoằng cả, con chỉ cần hai dây ra ngoài thôi. Rồi, và bây giờ mình đã xong cái phần vô lăng, mình sẽ bê thử nó vào trong một góc gaming để chúng ta ngồi thử xem là nó có sướng hơn so với việc các bạn kẹp vào bàn không. À, đây, bây giờ chúng ta sẽ kẹp vào bàn này đúng không? Thấp nhỉ? Đầu tiên sau khi cho vào bên trong máy tính thì mình nhận thấy đó chính là so với một chiếc ghế gaming như chiếc ghế mình đang ngồi đây, thì mình đã cho thấp xuống hết cỡ rồi, thì chiếc này vẫn đang hơi bị thấp nên là mình sẽ phải chỉnh nó cao lên. Đây, mọi chỉnh khá là dễ dàng qua là hai cái chốt ở đây. Rồi, mình chỉnh cao lên. Đây, mình chỉnh cao lên như này thì là vừa này. Như chỉ vừa, nhưng mà một điểm đó chính là cái hộp số này nếu mà mình để như chỗ lúc nãy thì các bạn có thể thấy ở đây đó chính là nó bị chạm vào cái tay ghế của mình. Các bạn nên dùng ghế có tay cầm 4D, nó chung gọi là 4D, mình chả hiểu chứ không gian thứ tư ở đâu cả, các hãng gọi là 4D thôi. Thì các bạn phải dịch cái tay ghế về đây và cần số nó sẽ ở vị trí khá là phù hợp. Nhưng mà
ở con cần số của con G29 này nó bám không chắc, mình đã vặn thử hết cỡ rồi này. Nhưng khi mà các bạn thấy không, độ rung lắc vẫn khá lớn, nên là thực sự các bạn gắn thì các bạn cần số này các bạn chơi những game như là Truck Simulator hoặc là các bạn gọi là chơi như City Car Driving thì lái được. Nhưng bảo đua bằng cái hệ thống này thì mình nghĩ là hộp số này nó không chịu đâu. Các bạn nên muốn hộp số cao cấp hơn như của PNM và gắn nó chắc chắn hơn. Còn ở đây thì mình thấy là nó hơi lỏng lẻo, nên là bây giờ phần chân ga khá là ổn. Có một điều ấy, anh em rất hay bị khi mà gắn kẹp vào bàn, ngoài việc mà các bạn trúc vô lăng xuống khi các bạn ghì xuống, cái thứ hai đó chính là phần bàn đạp. Các bạn sẽ không có cái độ điểm tựa nhất định, nên là bàn đạp các bạn đạp ấy nó hay bị gọi là trôi bàn đạp, nên là ở đây nó triệt tiêu hoàn toàn việc các bạn trôi bàn đạp, tại vì bộ đế nó bám hút vào sàn rất là chắc. Và với cái này thì mình thấy là chưa có trường hợp là bật gọi là lùi ghế ra sau cả, khá là ổn rồi. Thế nên sẽ cắm vào máy để thử mình chỉnh nó ổn rồi đây. Sau khi thử vài vòng với cả cái bộ khung này thì mình nhận thấy một vài điểm như sau. Thứ nhất đó chính là đây là một cái bàn 75, đúng như cái bàn các bạn ở nhà. Thì nó sẽ không khác gì về chiều cao so với việc các bạn gắn ở nhà cả. Đây là cái chắc chắn rồi. Nhưng nó có vài điểm. Thứ nhất đó chính là phần bàn đạp, các bạn sẽ không bị tình trạng bàn đạp nó bị trượt nữa. Thứ hai là các bạn có thể điều chỉnh được độ tương quan, nhất là chiều cao. Thứ hai đó là cái về phần vị trí của cái vô lăng với cả bàn đạp, các bạn để nó sẽ là vừa, như mình nó để mình kéo dài ra nó sẽ vừa hơn rất nhiều so với việc mà các bạn kẹp con bàn vô lăng vào bàn và để con bàn đạp ở dưới. Đấy là cái việc thứ hai nó lợi hơn. Việc thứ ba đó chính là hộp số. Nếu mà các bạn chỉ chơi các game bình thường phổ thông ấy thì hộp số để ở đây thì các bạn để khá là thoải mái, vị trí là rất là hợp lý rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái phần thanh đỡ ở đây không xem cho lắm, nên là các bạn nếu mà dùng những hộp số xịn và cao cấp ấy thì nó sẽ bị rung lắc khá là nhiều. Nên hộp số này chỉ phù hợp các bạn nếu mà chơi các tựa game dạng như là lái xe tải hay là các bạn chơi game City Car Driving thôi. Còn nếu mà các bạn đua ấy, đua thì các bạn sẽ dùng paddle shift là hay hơn. Và đây chỉ cùng lắm là dùng cho phanh tay thôi. Và để hộp số một cái hộp số sequential ở đây nó sẽ rất là rung lắc. Và điểm thứ tư nó rất là hay, đó chính là độ gọn. Độ gọn này như nào? Nó sẽ, các bạn nhìn nó phải khá là cồng kềnh đúng không? Nhưng mà các bạn hoàn toàn chơi xong, các bạn kéo này xuống, đẩy vào trong bàn là nó sẽ rất là hợp lý. Và thứ hai, nó tính tiện dụng, khi các bạn không chơi, các bạn để ở chỗ khác thì các bạn dùng chuột phím vẫn rất là thoải mái. Còn nếu các bạn kẹp vào bàn, khi các bạn không chơi, các bạn vẫn sẽ phải tháo ra rất là lích kích. Ở đây toàn bộ hệ thống chỉ cần 2 cái dây và máy là xong thôi. Và thứ ba, đó chính là nếu các bạn không muốn chơi trên màn hình máy tính thì cái bộ khung này rất phù hợp nếu mà các bạn chơi ở trên một con máy chiếu hoặc toàn TV ở nhà, gắn vào PS4, cắm thẳng con này vào và ngồi trên sofa lái thì không có gì bằng luôn. Vậy với mức giá 1,5 triệu thì như nào? Về độ gọi là độ công thái học và cái độ sướng như ngồi trên lái một chiếc xe đua thì chắc chắn cái bộ khung 1,5 triệu này sẽ không thể nào so sánh với những cái bộ rig được. Đấy thì chắc chắn rồi. Nhưng mà nó mang lại cho các bạn điểm lợi hơn so với việc bàn là các bạn sẽ có, là các bạn khi không chơi các bạn để ở chỗ khác, các bạn sẽ không mất khoảng không gian làm việc ở bàn. Và các bạn có thể chơi bên trên màn hình TV rất là thoải mái. Và điểm thứ hai đó chính là các bạn có thể điều chỉnh được độ cao phù hợp với từng cỡ người ngồi đây, nó sẽ có thoải mái hơn rất nhiều so với việc các bạn bị kẹp chết vào một con ngàm, một con bàn ở đây. Nên là theo mình, với các bạn đã bỏ ra khoảng tầm 7-8 triệu cho bộ Logitech ấy, thì không có lý do gì mà các bạn nếu mà không có bộ rig ở nhà các bạn không mua cái này cả. Vậy dù gì nó chỉ có 1,5 triệu thôi và nó mang lại cho các bạn rất nhiều thứ hơn là việc các bạn tiết kiệm 1,5 triệu phải kẹp vào bàn, nó rất khó chịu. Các bạn tin đi, mình thử rồi.